Lão ta đặt tách trà lên bàn, vắt đôi chân lên ghế sofa, cầm tờ báo lên đọc, ngậm trong mồm phi phao là điếu xì gà, chiếc đĩa thang xoay vòng, la di da di da, một chút cha saxophone, đàn organ và harmonica. Ở trên tường là những bức ảnh từ lúc bé cùng với mẹ đến trưởng thành, mặc lên mình là bộ đồ lính và nhìn rất bảnh. Vài huân chương mà đã lâu ông không dòm ngó nữa, cũng là vào lúc đó bọn ông nghe trước nhà tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc. Ai có nhà đó không? Lão mở cửa và nhìn người bạn, à thì ra hắn còn nhớ ông. Lão đã chờ bao lâu và tưởng như đâu là hắn sẽ không tới. Hắn nhìn lão và nói xin lỗi vì bấy lâu nay đã để ông đợi. Lão ta cười và chỉnh quần áo, bước đi theo người bạn của mình. Ngã nói chào ngôi nhà khi ông bước đi ngang cửa chính. Họ cùng bước lên một chuyến xe, cả tài xế mặt lạnh như tiền, lấy ghế ngồi và chờ tới lượt, và tốt nhất là tránh làm phiền. Perfect.